Rồi chú sang nhìn chụp hình đấy. Chị cho đẹp. Cảm ơn chị chuẩn bị. Đây là mình tới. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đồng chí thượng tá Đào Tấn Mạch, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Dầu Tiếng, kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành đồng thể huyện Dầu Tiếng, kính trước nói là ban chỉ huy tổ lực lượng tổ tỉnh, hai nữa là phó tại một cảnh với lực lượng quyền các cơ quan của thị trấn và đoàn thể về mạnh thường quân, tôi thay mặt gia đình tôi rất cảm ơn vì nói là chính quyền các cấp quan tâm để giúp đỡ gia đình chúng tôi. Tôi rất cảm ơn, nói tất cả là trong mạnh thường quân các